Chào anh em nha, nay mình mới về cái đuôi bò nha, rồi tươi đồng vàng mình đã làm sạch rồi, mình luộc sơ mình cũng đã chín rồi, chín sơ thôi nha, chín chuyển này chỉ có 25% thôi. Anh em nào có nhu cầu mà hả về nấu cháo đuôi bò thì liên hệ mình nha. Đây là phần này là đuôi bò, còn này là chân bò. Chân bò này thì mình cũng là làm sạch rồi, làm đông hết rồi, mình thui hết rồi, làm sạch sẽ hết. Mà có điều là hả mình chưa có rút xương thôi nha. Đây là chân bò chưa rút xương, chỉ có làm đông thôi và thui. Chân bò này á, thì mình bán 80.000 một ký. Còn cái chân này chắc khoảng một ký, ký sáu ký bảy gì á, chưa có rút xương. Nội cái xương không, nếu mà hả mình rút ra không là nó khoảng tầm là gần ký mốt ký hai, thật thì nó có ít lợi chút. Còn cái đuôi bò này á thì mình bán 140 ký. Anh em nào có nhu cầu mà nấu cháo đuôi bò thì liên hệ mình ship luôn nha. Còn đây là chân, chân đã rút xương, mình đã rút sẵn xương hết rồi, anh em đi về là hả luộc lên hả là nấu thôi, khỏi cần hả làm gì hết, nó rút sẵn hết rồi. Đây có mấy cọng răng bên trong nè, có mấy cọng răng này ăn ngon lắm, giòn. Chân này mình đã làm sạch hết rồi, mình cũng luộc sơ hết rồi. Thì chân này bên bên mình đó là chân rút xương á, thì mình bán 120 ký. Tính ra thì mấy bạn hỏi về nhà hỏi mất công rút xương, còn cái này là chưa rút xương nha, chân này là chưa rút xương. Ở chân bên đây là đã rút xương rồi, rút sạch sẽ rồi. Cho nên nếu mà tính ra thì mua cái chân rút xương này nè thì tiện hơn là chân không rút xương. Tại chân không có rút xương đó, thì xương nội xương không là hết ký mấy rồi, cho nên không còn nhiêu thịt hết. Cái rút xương á thì là 120 ký, còn không rút xương á thì 80.000, 80.000 một ký. Nhưng mà tiện hơn là mình hả thường mình mua á, bên khách mình là chọn cái rút xương, rút xương cho mình, rút xương thì 120, còn mình luộc chín luôn á, hãm luôn á là 160 ký, luộc chín luôn, chỉ anh em về hả nấu lên và sử dụng thôi. Đây chân này là chân hả rút xương nha, mình bó lại vậy hả cho nó gọn, mình không có buông ra. Đây là chân rút xương. Còn chân bên đây là chân không rút xương, nội xương không là nặng lắm á. Rồi mình có bò viên nữa, bò viên bên mình thì bán 101 ký, nếu lấy sỉ á, thì mình bỏ rẻ hơn chút xíu, số lượng nhiều thì mình bỏ rẻ hơn chút. Đây là đuôi bò mình có gan nữa, gan thì hiện giờ là mình không có trưng bày lên được. Hay ra thường mình bỏ trong tủ mà. Và chuẩn bị sắp tới này mình sẽ làm một cái tủ cho lớn để được nhiều mặt hàng hơn. Thì trước mắt này mình chỉ có 4 5 mặt hàng về bò thôi. Răng, đuôi và dựng và hạch dụng nạm cũng có luôn.
Thì bên anh em nào mà có nhu cầu nấu lẩu gì á, mở quán thì cứ liên hệ với mình nha. Số điện thoại của mình là 0974 039 029. Đây, những mặt hàng của mình đang trưng bày. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Sắp tới mình sẽ nhập bếp và súng đạn nữa. Bếp với súng đạn nữa. Nhưng mà giờ hiện trước mắt đó thì mình chưa nhập cái đó được. Là do là mình chưa có tủ. Cho nên mình chưa nhập cái đó mà nó về. Thì cứ anh em nào mà có nhu cầu á, thì ăn món gì á, thứ gì á, thì cứ liên hệ mình, điện trước mình sẽ đem về và cung cấp cho anh em. Và chỉ nhớ số điện thoại ghi rộng mình nha, 0974 039 029. Bây giờ cũng tối rồi, sáng mai rồi mình cũng phải nấu nướng nữa để mình còn bán nữa, rồi mình làm gì khác nữa. Mấy ba anh em nha.